anh em xem đống đồ sau một trận bét gua trong mùa Giáng sinh ấy. Úi xổi ôi, thanh anh em nào đếm được, trời ơi đống luôn. Ờ, ngon xịn quá. Âm thanh của sự chiến thắng. Đấy, nhào đây, boom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nhường. Ô nó đánh trả lại hết luôn kiểu ảo thật đấy. Ôi nơi, khi nào mới được rank VIP á? Ô Chun chủ server mà Chun không biết. Xông vào. À ừ, Chun tưởng nó server 3F chứ. Ôi vãi. Thì tính mà. Ui nó là AD nhá. Ra là ngoài, ra là ngoài bắn tí tán. Thì ra anh em mới chơi như thế. Ờ. Ui nó khóc. Ở ngoài buồn rồi. Bắn là người nó. Ôi trời ơi. Ui. Rồi. Ui, lên rồi. What the fuck. Kiểu get away from me. Ui trời ơi. Anh em quá đã. Hai bí số đi. Hai bí số luôn. No.